Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 1, RT dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sự kiện tại Moscow cho biết cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại và nếu điều này tiếp diễn, chính quyền Kiev có thể hứng chịu đòn tấn công không thể phục hồi. Cũng theo Tổng thống Nga, nếu chính quyền Ukraine biết thông qua quyết định đúng đắn thì mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc từ lâu. Tuy nhiên, sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đến Kiev, chính quyền Ukraine đã từ bỏ đàm phán hòa bình và tiếp tục chọn đối đầu quân sự với Moscow. Tổng thống Putin nói, họ không tỉnh táo. Nếu Ukraine phớt lờ đề xuất của Boris Johnson thì cuộc chiến có thể đã kết thúc từ lâu. Điều này một lần nữa chứng minh rằng chính quyền Kiev không có quyền tự chủ Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng cái gọi là công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất không hề mang tính xây dựng. Ông Putin nói, cái gọi là công thức hòa bình mà người ta nói đến ở phương Tây và ở Ukraine là sự tiếp nối thực thi xác lệnh của Tổng thống Ukraine về lệnh cấm tiến hành đàm phán với Nga. Cái công thức đó là như vậy. Đây là những đòi hỏi cấm đoán tiến trình đàm phán. Tổng thống Putin nhận định các cuộc tấn công mới nhất của Kiev nhằm vào dân thường Nga là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng người dân của họ và các nước đồng minh phương Tây trước chiến dịch phản công thất bại. Cuộc phản công của Kiev không chỉ thất bại mà nó còn chuyển thế chủ động trên chiến trường cho quân đội Nga. Ông Putin nói, nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, chính quyền Kiev có thể bị giáng một đòn tấn công không thể phục hồi, đồng thời cho rằng Kiev phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc xung đột hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga luôn luôn đã, đang và sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây ủng hộ Kiev ngày càng lo ngại rằng nước này không có khả năng đánh bại Nga bằng giải pháp quân sự và đang thúc giục Ukraine tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ coi việc Anh công khai đưa quân tới Ukraine là lời tuyên chiến. Theo đài RT, ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga và cũng là đồng minh thân cận của đương kim Tổng thống Vladimir Putin, có bài phát biểu trên nhằm đáp trả chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Truyền thông Anh dẫn tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng nước này cho biết, chuyến công du của ông Sunak nhằm công bố một gói hỗ trợ mới và tái khẳng định mối quan tâm đối tác chặt chẽ giữa Anh, Ukraine. Ông Sunak dự kiến cũng sẽ ký một thỏa thuận an ninh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong thông điệp đăng tải trên kênh Telegram, ông Medvedev cũng đặt câu hỏi liệu công chúng phương Tây sẽ cảm thấy thế nào nếu phái đoàn của Thủ tướng Anh bị tấn công bằng bom chùm ở trung tâm Kiev, điều ông nói đã xảy ra gần đây với dân thường Nga ở thành phố biên giới Belgorod. London chưa lên tiếng phản hồi trước phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Trong khi đó, theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, ngày càng có nhiều quan chức ở Mỹ đặt câu hỏi liệu số tiền khổng lồ hỗ trợ Ukraine có được chi tiêu một cách hiệu quả hay không. Sputnik dẫn lời ông Peskov: "Chúng tôi nhận thấy trong các cuộc tranh luận nội bộ và các quy trình đang tiếp diễn ở Mỹ, ngày càng có nhiều quan chức quan tâm đến việc tiền của họ, tiền của người nộp thuế Mỹ, tiền đã chi viện cho chính quyền Kiev năm ngoái ở đâu. Những khoản tiền này có giúp đạt bất kỳ kết quả nào không? Moscow nhiều lần nhấn mạnh việc Washington và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Kiev không ảnh hưởng đến tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nhưng sẽ làm leo thang xung đột giữa hai nước láng giềng. Trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga, Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội vàng do phương Tây e ngại sức mạnh hạt nhân của Nga, thiếu tin tưởng vào năng lực của Ukraine và viện trợ nhỏ giọt trong giai đoạn đầu. Đến nay, khi Ukraine lâm vào khó khăn hơn, phương Tây lại càng chia rẽ và do dự. Sau gần 2 năm xung đột với Nga, cơ hội để Ukraine lật ngược tình thế dường như không còn nhiều nữa. Giới phân tích cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine kém hiệu quả do phương Tây chậm chạp trong việc gửi cho họ xe thiết giáp. Gustav Gressen, nghiên cứu viên về chính sách tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu ECFR, nói với Newsweek rằng các xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất đáng lẽ sẽ hiệu quả hơn nữa nếu được bàn giao cho Ukraine đúng vào thời điểm Kiev đã cải thiện khả năng phối hợp các lực lượng cơ giới. Ngoài ra, theo Grassan, Ukraine còn mắc sai lầm là quá đắm đuối vào mặt trận Bắc Mút, tức Astemops trong thời gian dài, khiến họ tổn hao nhiều quân nhân giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phương Tây còn đánh giá thấp mức độ nhanh chóng của tác chiến điện tử Nga trong việc vô hiệu hóa đạn dược chính xác sử dụng định vị GPS. Cựu Tư lệnh NATO Philip Breedlove dự báo ba kịch bản cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. đáng lưu ý hai trong ba kịch bản này là chiến thắng dành cho phía Nga. Tướng Mỹ Philip Britlove nói với tờ Newsweek, nếu chúng ta không làm gì khác với những gì chúng ta đang làm hiện nay thì rốt cuộc Ukraine sẽ thua bởi vì Nga có đông người hơn và có chiều sâu hơn so với Ukraine. Nếu phương Tây bỏ rơi Ukraine, nước này sẽ tiếp tục chiến đấu nhưng sẽ có thêm hàng chục ngàn người Ukraine nữa phải chết. Còn Nga sẽ đưa Ukraine vào quỹ đạo của mình. Tướng 4 sao Britlove cũng đưa ra một kịch bản tươi sáng cho Ukraine nếu phương Tây lựa chọn cung cấp cho Ukraine cái họ cần để chiến thắng, thì họ sẽ chiến thắng. Cuộc xung đột vũ trang này sẽ kết thúc chính xác theo cách mà giới hoạch định chính sách của phương Tây muốn và khát khao. Tuy nhiên kịch bản thứ ba này có mức khả thi rất thấp. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, châu Âu đoàn kết quanh Ukraine với mức độ cao hơn cả khi họ đối đầu với Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Theo Nigel Gold Davis, nghiên cứu viên cao cấp về Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở London, Anh, nhưng sự ủng hộ tổng thể của châu Âu cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine vẫn đang giảm. Một cuộc thăm dò do Ủy ban châu Âu tiến hành và công bố vào tháng 12 năm 2023 cho thấy mức độ người châu Âu ủng hộ cung cấp thêm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã giảm trong khoảng từ mùa hè đến mùa thu năm 2023. Áp lực lên châu Âu càng gia tăng khi nội bộ Mỹ không còn mặn mà viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ông Gil Davis cho biết dù sự hậu thuẫn chính trị của châu Âu cho Ukraine vẫn vững vàng, thì các chính phủ châu Âu vẫn khó duy trì mức độ viện trợ quân sự và kinh tế mà họ từng dành cho Kiev. Vẫn theo lời ông Joe Davies, lúc này mối quan tâm thực sự không phải là liệu phương Tây, kể cả châu Âu, sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không. Vấn đề là liệu phương Tây sẽ tiếp tục cam kết cung cấp viện trợ cụ thể, đặc biệt là về quân sự, cho Ukraine hay không. Một số dạng nước chính trị đã bộc lộ rõ khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào tháng 12 năm 2023 đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc viện trợ cho Ukraine khoảng 52 tỷ đô la Mỹ. Ông Orbán cũng như tân thủ tướng Slovakia đều kêu gọi cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Hồi tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni mô tả tình trạng rất mệt mỏi ở những người ủng hộ Ukraine. Giới chức các nước Baltic, Bắc Âu và Đông Âu cho hay họ ngày càng lo ngại rằng các chia rẽ trên sẽ khiến Ukraine thất bại nhanh chóng trong cuộc đối đầu quân sự với Nga họ thậm chí lo ngại trong tình huống đó, tổng thống Putin sẽ đưa quân vào các nước khác từng là thành viên của Liên Xô trước đây. Trong cuộc họp báo tại thủ đô của Litva, tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo lắng, việc các đối tác không chắc chắn trong viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine sẽ chỉ làm tăng thêm sự can đảm và sức mạnh của Nga. Một báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine phải được huấn luyện đầy đủ và cung cấp đủ đạn dược cần thiết, ít nhất là 200.000 viên đạn pháo 155mm mỗi tháng để có khả năng gây tử trận hoặc làm trọng thương ít nhất 50.000 binh lính Nga cứ mỗi 6 tháng. Các con số này đều vượt xa mức mà cả Mỹ và EU kết hợp lại cung cấp được. Ở Đức, giới chức phê chuẩn kế hoạch của thủ tướng Olaf Scholz tăng gấp đôi mức ủng hộ dành cho Ukraine năm nay lên thành khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Đức không gửi cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus, loại vũ khí có thể đánh được tới bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 hoặc đánh sâu vào các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát. Thủ tướng Đức Scholz mới đây nói rằng các đóng góp của riêng Đức sẽ không đủ để đảm bảo an ninh cho Ukraine về dài hạn. Ông Scholz thừa nhận lượng vũ khí mà đa số các quốc gia EU lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine cho tới hiện nay là quá nhỏ, xét về mọi mặt. Ngày 15 tháng 1, trả lời phỏng vấn báo Ulasin của Ba Lan, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Ukraine và Ba Lan nên bắt đầu một cuộc đối thoại thực sự về cách thức giải quyết các vấn đề song phương trên con đường đến với EU nhằm ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng như việc phong tỏa biên giới hay khủng hoảng ngũ cốc. Hai bên cần ngăn chặn không để những tình huống như vậy trở thành rắc rối và giải quyết các tình huống đó một cách nhanh chóng và thân thiện, vì cả Ukraine và Ba Lan đã thất bại trong việc ngăn chặn điều đó xảy ra. Nhấn mạnh việc Kiev và Sava cần bắt đầu nghĩ đến một liên minh trong EU và cần cố gắng đạt được điều đó, nhà ngoại giao Ukraine giải thích nước này và Ba Lan sẽ là những bên rất mạnh và sẽ giúp nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Kuleba nói rõ, liên minh đó không cần chơi trò cân bằng với liên minh Pháp Đức hay bất cứ liên minh nào khác trong EU. Theo ông, với liên minh Ukraine Ba Lan trong EU, lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ châu Âu, từ Lisbon đến Kiev sẽ có sự thống nhất, trong khi Kiev và Warsaw là một phần của dự án vĩ đại đó với vai trò riêng. Trong một diễn biến khác liên quan tình hình Ukraine, ngày 16 tháng 1, tờ Financial Times dẫn lời ba nguồn thạo tin trong liên minh châu Âu EU cho biết Brussels đang tiến hành kiểm tra vũ khí do các quốc gia thành viên cung cấp cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những cáo buộc cho rằng một số quốc gia đã gửi ít vũ khí hơn tới Kiev. Cuộc kiểm toán được Cơ quan Hành động Đối ngoại EEAS của EU triển khai và có kế hoạch báo cáo kết quả trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 1 tháng 2 tới. EEAS đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia không sẵn sàng cung cấp số liệu đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan này. Trong năm 2024, ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine là chấm dứt xung đột với Nga, trong khi giành lại quyền kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Theo bình luận của Luigi Leonardo, giảng viên luật EU tại Đại học Core Island trên tạp chí Quốc phòng Anh ukdefencejournal org uk Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chỉ ngừng chiến đấu khi giành lại được đường biên giới trước năm 2014, trong đó có Crimea. Mục tiêu này rất khó xảy ra vào năm 2024. Nhưng nếu muốn có hy vọng đạt được điều đó, Ukraine sẽ cần sự giúp đỡ từ các đối tác châu Âu, những đối tác chính là EU vốn thường thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev với một số ngoại lệ đáng chú ý và Anh. Sự giúp đỡ có thể sẽ được thực hiện dưới ba hình thức. Thứ nhất, hỗ trợ quân sự. Thứ hai, hỗ trợ kinh tế. Thứ ba, hỗ trợ chính trị. Đây là nền tảng tư tưởng của hai hình thức hỗ trợ còn lại. Việc tác động đến dư luận cũng cần thiết. Đối với Kiev, điều quan trọng là dư luận ở châu Âu vẫn ủng hộ họ mạnh mẽ để các nhà lãnh đạo có động lực đứng về phía Ukraine. Hỗ trợ chính trị có thể đến dưới hình thức tuyên bố công khai. Đây là những hành động cho thấy rằng sau hai năm xung đột, cam kết của các đối tác châu Âu đối với Ukraine vẫn mạnh mẽ, bất chấp tổn thất kinh tế, vấn đề bầu cử, chuyển sự chú ý của quốc tế sang cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, cũng như sự mất đoàn kết giữa các nhà lãnh đạo châu Âu. Một quyết định mang tính biểu tượng quan trọng khác là việc EU quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Kiev. Nhưng ở giai đoạn này, nó phần lớn chỉ mang tính biểu tượng vì quá trình gia nhập thường mất gần một thập kỷ. Trong năm 2024, sẽ có ba cuộc bầu cử có khả năng dẫn đến những thay đổi. Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga vào tháng 3, cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cho đến nay, Mỹ và EU là những nước ủng hộ Ukraine có ảnh hưởng nhất, nhưng những thay đổi trong bầu cử có thể đồng nghĩa với một chính sách khác. Anh cũng có khả năng sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, nhưng cả hai đảng chính dường như đều cam kết tiếp tục viện trợ. Viện trợ quân sự có vẻ sẽ không bị ảnh hưởng ít nhất cho đến cuộc bầu cử châu Âu. Đa số các quốc gia châu Âu đều muốn ngăn chặn Nga tiến sâu hơn vào Ukraine. Cho đến nay, điều này đã lấn át các tranh cãi chính trị. Mặc dù một số nhân vật phản đối cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột và làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn. Ngoại trừ chính phủ Ba Lan trước đây, chính phủ mới của Slovakia và Hungary không có chính phủ thành viên EU nào khác tuyên bố sẽ dừng hoặc đang xem xét dừng việc bán hoặc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Điều này có thể sẽ tiếp tục ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền và tuyên bố chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Hỗ trợ tài chính liên tục từ EU cũng có vẻ khả thi. Tình hình ở Mỹ bất ổn hơn, nơi mà sự ủng hộ của lưỡng đảng dành cho Ukraine tồn tại từ đầu cuộc xung đột dường như đã bị lung lay. Tóm lại, Ukraine phải đối mặt với thách thức ghê gớm trong việc lấy lại đường biên giới như trước năm 2014. Để đạt được điều này, việc tiếp tục hỗ trợ quân sự, viện trợ kinh tế và sự ủng hộ chính trị vững chắc từ các đối tác châu Âu, đặc biệt là EU và Anh, là rất quan trọng. Mặc dù khó có thể xảy ra sự thay đổi chính sách ở EU, nhưng khả năng về việc ông Trump trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2024 mang lại nhiều điều không chắc chắn đối với Ukraine và đó là một trong những lo lắng lớn nhất của tổng thống Ukraine Zelensky.